7 phím tắt giúp cho bạn có thể thao tác nhanh gấp 3 lần trong Excel. Số 1, để có thể canh giữa mà không cần chọn ô, các bạn hãy bôi đen toàn bộ vùng mà các bạn muốn canh giữa. Sau đó bấm Ctrl 1, chọn Alignment. Ở phần Horizontal các bạn sẽ chọn Center Across Selection. Sau đó thì mình bấm OK. Như vậy thì ô của các bạn đã được canh giữa rồi nha. Số 2, để thêm một cột bất kỳ hay là một dòng bất kỳ thì các bạn hãy bấm Ctrl Shift cộng. Và để xóa nó đi thì các bạn hãy bấm Ctrl trừ. Khi các bạn muốn gạch bỏ một ô hoặc một dòng nào trong Excel thì hãy chọn dòng đó. Sau đó thì mình bấm Ctrl 5. Để quay trở lại thao tác trước đó thì các bạn hãy bấm Ctrl Z. Và cuối cùng để tính tổng nhanh cho toàn bộ bản tính từ bên trái qua và từ bên trên xuống thì các bạn hãy bấm là Alt bằng. Nếu như mà các bạn đang trăn trở không biết là mình có thể tham khảo hay là tìm những cái mẹo để có thể giúp cho chúng ta làm việc hiệu quả và ứng dụng cho công việc làm việc nhanh hơn ở đâu thì các bạn có thể tham khảo cuốn sách 150 thủ thuật Excel ứng dụng văn phòng. Đây là cuốn sách nó sẽ tổng hợp cho chúng ta những cái mẹo, những cái kiến thức để mà chúng ta có thể áp dụng trực tiếp vô công việc của mình để làm việc hiệu quả hơn. Mình có để link sách ở trên phần giỏ hàng ở đầu trang. Các bạn có thể vô phần giỏ hàng ở đây, sau đó thì mình kéo xuống để mà tìm sách 150 thủ thuật Excel nha. Hy vọng những thông tin mình chia sẻ với mọi người sẽ hữu ích. Các bạn có thể follow kênh của mình để biết thêm nhiều mẹo làm việc Excel hay hơn nhé.